giống như mục đích đến với giọng hát Việt như bạn nào đâu thì bạn đã thành công rồi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn Phương Hằng. Cảm ơn gia đình. Tạm biệt ạ. Mình là Nguyễn Trúc Nhân, mình sinh năm 1991. Hiện nay mình đang là sinh viên của khoa mỹ thuật công nghiệp ngành đồ họa. Trong thời gian vừa qua, Nhân đã trải qua một thời gian khá dài để vượt qua sự suy sụp về mặt tinh thần. Và Nhân cảm thấy khoảng thời gian đó khá là phí phạm. Âm nhạc là một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của Nhân hiện giờ. Ngay cả lúc Nhân đi xe ngoài đường, hay ngay cả lúc Nhân làm đồ án, hay cả những lúc Nhân ăn uống hoặc là sinh hoạt hàng ngày, Nhân đều hát. Vì nó là một thứ rất là quan trọng đối với Nhân. Và khi đến với cuộc thi này, Nhân đến với một quyết tâm rất là lớn, nhưng đến với một niềm đam mê rất là mãnh liệt. Khi đã có niềm đam mê và khi đã có âm nhạc kế bên thì Nhân sẽ vượt qua tất cả mọi chuyện, dù cho là chuyện nó có khó khăn nhất. Thật là ngạc nhiên. Em ơi, em tên gì? Em là Trúc Nhân ạ. Anh không nghĩ là với cái giọng hát đó lại nằm ở trên một cái người có ngoại hình hiền lành và thư sinh thế này. Giọng hát em đặc biệt khủng khiếp. Hay quá. Anh thật là dại dột khi mà không nhận được cái đỏ sớm hơn để bấm. Xin lỗi em. Và chúc mừng Thu Minh nhé. Đừng ganh tị, đừng ganh tị. Bởi vì tôi biết anh hơi bị lầm một chút xíu bởi vì cái ngoại hình này. Nhưng mà ẩn sau cái cặp mắt kính đấy là một sự tinh danh. Không, 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 em thì lại nghĩ này này. Nhìn ở ngoài thì rất hiền, nhưng bên trong nổi loạn thì đúng hơn. Đấy, chỉ có chị... nổi loạn thì mới có thể thể hiện được bài hát vừa rồi một cách tinh tế như thế. Em cũng hiền, bên trong em cũng nổi loạn lắm. Tôi rất là vui. Tôi hạnh phúc quá. Em là một người rất tinh danh. Tinh danh trong chính cái cách hát của em. Và em thể hiện rất là nhiều màu sắc, khiến cho cái bài hát của em nó sinh động cực kỳ. Tôi nghĩ rằng là tôi rất là may mắn có em trong đội của tôi. Cảm ơn em rất nhiều. Và có ai có ý kiến gì nữa không? Có. Em sẽ phải quen với những lời ve vuốt như thế này. Tại sao gọi là ve vuốt thì... hả anh? Em phải hiểu một điều rằng như này. Em về với chị là đúng. Và tất cả những huấn luyện viên khác không bấm máy là đúng. Bởi vì em biết không, anh Trần Lập á, anh là một người giống sống rất là chân thành và đôi lúc cái, nó hơi bị khô khan, nó không có cái sự đồng cảm với cái sự tinh nghịch của em đâu. Thực ra chị mà chị Thu Minh gần như là đánh nhau để giành em khi mà em không nhìn thấy bọn chị. Tuy nhiên là càng ở với nhau lâu thì tình yêu của bọn chị càng thắm thiết. Chị là không nỡ lòng nào là làm đau lòng nhau. Thế nên là chị để em về với chị ấy đấy.
Em nói cái điều đấy quá chính xác. Anh đừng nói ngay lúc bây giờ, nãy bây giờ rồi. Là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Ngày bao nhiêu? Ghi nhận câu này của Hồ đã Hà nói rồi nhá. Em phải tập làm quen đi. Đừng có lời vẽ vuốt. Chúc mừng em. Một lần nữa chúc mừng em. Cảm ơn quý vị. Không cần gì. Và mọi người chỉ biết là chung một hạnh phúc của gia đình thôi. Tạm biệt, hẹn gặp lại chúc mừng sau. Chúc mừng nhé. Chúc mừng.